Những năm gần đây, mô hình hầm khí sinh học hay còn gọi là bioga được coi là giải pháp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn. Dự án chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam trong 17 năm qua đã hỗ trợ xây dựng 180.000 công trình bioga. Bên cạnh cung cấp nguồn năng lượng sạch cho người dân, thì lượng carbon sinh ra từ các công trình bioga sau khi tính toán thành các tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn vàng sẽ được bán ra thị trường quốc tế. Bởi vậy mà ngày càng có nhiều hộ chăn nuôi đầu tư xây hầm bioga để hưởng lợi ích kép. Đã xây hầm bioga từ 3 năm trước, nay ông Thúy ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa vừa xây thêm hầm kiểu mới. Tốn gần 30 triệu đồng cho hai hầm, nhưng ông không tiếc. Vì hầm bioga không chỉ giúp khu dân cư hết mùi hôi chuồng trại, mà còn cho nguồn nhiên liệu dồi dào. Riêng mảnh vườn rau được tưới bằng nước lọc từ hầm bioga đã cho ông gần 20 triệu đồng một năm. Đây cũng là động lực để ông Thúy nuôi thêm đàn ngan lấy chất thải làm bioga. Nhà tôi một năm là khoảng 6 bình ga. Từ khi tôi xây bể bioga đến giờ là không có một bình nào. Là chỉ đốt bằng cái bể bioga này. Cái nguồn phân bón của nó là rất tốt. Với lý do là tưới cho rau màu, các loại cây trồng đều được cả. Không bị hăng đất, mà cây trồng rất tốt, xanh, đẹp, ít sâu bệnh, tiết kiệm gia đình tôi ít nhất một năm phải được 10 đến 15 triệu. Đã xây được gần 200 bể bioga trong danh sách được dự án hỗ trợ 5 triệu đồng. Anh Ngọc còn được hàng chục hộ khác ngoài chương trình mời xây bể. Đông đảo bà con đã tin tưởng chương trình khí sinh học. Phấn khởi nhất là các hộ thấy cái tiện ích của cái công trình bioga này, họ không cần những cái hỗ trợ của nhà nước nhưng mà họ vẫn sẵn sàng họ yêu cầu để làm những công trình. Các chuyên gia điều phối dự án quốc tế hỗ trợ xây dựng hầm bioga đều đánh giá cao giá trị gia tăng của chương trình. Đó là việc giảm xả thải chăn nuôi, giảm dùng củi than đun nấu nhờ bioga đã tạo ra các tín chỉ giảm phát thải nhà kính bán được ra thế giới. Dự án mang lại 7 triệu euro, giúp chương trình 50% chi phí dựa vào tín chỉ carbon. Hộ đầu tư khí sinh học sau 2 đến 3 năm thu hồi vốn đầu tư, tỷ lệ hoàn vốn 20%. Các cái tổ chức cũng như là cá nhân quốc tế người ta mua cái tín chỉ carbon của dự án thì đây cũng mang một cái phần kinh tế, hiệu quả kinh tế rất là lớn, lên tới trên 170 tỷ với 2,7 triệu tín chỉ carbon đã bán sạch được trên thị trường quốc tế, thì đóng góp cho 50% cái chi phí của dự án. Tính đến nay, mới giải ngân được 34% doanh thu từ bán tín chỉ giảm phát thải nhà kính nói trên. Gần 70% số tiền còn lại đang cần cơ chế tái đầu tư hỗ trợ người dân có nhu cầu về khí sinh học trong giai đoạn tới.